Làm được biên dịch 2 năm thì em mới nhận ra công việc này không thật sự dành cho mình. Em trăn trở là làm sao để nhanh chóng mình hòa nhập được với các bạn. Vì khi mà em theo học cái này thì em cũng đã quá cái gọi là quá cái lứa tuổi để đi học. Học ở Arena có một mốc thời gian rất là linh động. Mình có thể học sáng, chiều, tối. Thì công việc của em làm ban ngày thì buổi tối em có thể học. Về chi phí học tập thì em rất là may mắn vì bên trường mình có hỗ trợ em một gói trả góp, tức là em có thể vừa đi làm vừa kiếm tiền trả học phí. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một tâm lý thật là thoải mái, lúc nào mình cũng phải sẵn sàng can đảm dám thất bại. Hai là mình có được tài chính ổn định, hoặc nếu như các bạn không ổn định quá về tài chính thì các bạn có thể vừa học vừa làm như mình. Và điều thứ ba là các bạn hãy tích cực tương tác với những người khác, vì biết đâu họ sẽ là cơ hội giúp các bạn biết được là mình thích cái gì và mình cần học ở đâu.